nghiên cứu đã gợi ý rằng các chính sách không được coi là thành công hay thất bại trên cơ sở thành tích của chúng. Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, DSP có thể là một ví dụ về điều đó. Vào ngày 19 tháng 3 năm 1918, đạo luật giờ chuẩn đã được đưa ra thành luật và nhằm tiết kiệm năng lượng trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Nó cũng tạo ra múi giờ của Hoa Kỳ. Các quốc gia khác cũng thực hiện tiết kiệm ánh sáng ban ngày, và mặc dù một số đã không làm như vậy, hơn 70 người vẫn quan sát nó. Nó có tiết kiệm năng lượng không? Nghiên cứu đã không kết luận. Hiện tại, Arizona, ngoại trừ Navajo Nation và Hawaii là những tiểu bang duy nhất không quan sát DST. Một số bang của Hoa Kỳ muốn đặt DST vĩnh viễn và hơn 350 dự luật hoặc nghị quyết xung quanh các thay đổi khác nhau đối với DST đã được đề xuất trong các cơ quan lập pháp kể từ năm 2015. Thời gian sẽ cho biết liệu những thay đổi lớn có được thực hiện đối với chính sách DST của Hoa Kỳ hay không. Nhưng nghiên cứu đã gợi ý rằng có những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe đối với tất cả những người phải điều chỉnh theo thời gian thay đổi của DST. Cơ thể chúng ta có một chu kỳ hàng ngày tự nhiên được gọi là nhịp sinh học. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đi ngược lại nhịp điệu đó, chẳng hạn như làm việc thường xuyên qua đêm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. DST có liên quan đến việc tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đồng thời có thể gây mất ngủ và các vấn đề liên quan như khó tập trung. Đối với một người trưởng thành trung bình, sự thay đổi thời gian trong các ca DST sẽ khiến bạn mất ngủ từ 15 đến 20 phút. Một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Current Biology cho rằng tỷ lệ tai nạn xe hơi gây tử vong tăng lên vào khoảng thời gian DST. Nó đã xem xét dữ liệu từ 732.835 vụ tai nạn xảy ra từ năm 1996 đến năm 2017. Khi thời gian của DST thay đổi trong năm 2007 từ tháng 3 sang tháng 4, rủi ro cũng di chuyển, khiến các nhà nghiên cứu tin tưởng vào phát hiện của họ. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp thêm bằng chứng nghiêm ngặt cho thấy việc chuyển sang tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào mùa xuân dẫn đến những tác động tiêu cực đến sức khỏe và an toàn. Tác giả nghiên cứu cao cấp Celine Vetter, trợ lý giáo sư tại Đại học Colorado tại Boulder, cho biết những tác động này đối với tai nạn giao thông chết người là có thật, và những cái chết này có thể được ngăn chặn. Một bài bình luận năm 2019 trên tạp chí JAMA Neurology nói rằng một số người có thể tạo ra sự thay đổi trong nhịp sinh học của họ mà không bị gián đoạn, nhưng những người khác nhạy cảm hơn. Đồng tác giả, giáo sư Beth Ann Merlow, MD, Barry, trưởng phòng phát triển nhận thức thời thơ ấu tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, cho biết trẻ tự kỷ có thể bị ảnh hưởng trong nhiều tuần hoặc vài tháng. Merlow nói, mọi người nghĩ rằng quá trình chuyển đổi kéo dài một giờ không có gì to tát, rằng họ có thể vượt qua điều này trong một ngày. Nhưng điều họ không nhận ra là đồng hồ sinh học của họ không đồng bộ. Nó không phải là một giờ hai lần một năm. Đó là sự lệch đồng hồ sinh học của chúng ta trong 8 tháng trong năm. Khi chúng ta nói về DST và mối quan hệ với ánh sáng, chúng ta đang nói về những tác động sâu sắc đến đồng hồ sinh học, một cấu trúc bắt nguồn từ trong não. Nó tác động đến các chức năng của não như mức năng lượng và sự tỉnh táo, cô nói. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.